Thưa quý vị, trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị các viện lưu trữ nghe nhìn Đông Nam Á-Thái Bình Dương lần thứ 25 được tổ chức tại Hà Nội, Viện phim Việt Nam tổ chức triển lãm Di sản tư liệu hình ảnh động trong quảng bá du lịch Việt Nam. Triển lãm diễn ra từ ngày 18 đến hết ngày 27 tháng 6 tại rạp Ngọc Khánh, thành phố Hà Nội. 120 ảnh bối cảnh quay đặc sắc tại các vùng miền của Việt Nam. Cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng, khung cảnh mênh mông rộng lớn của biển cả, sự huyền bí lôi cuốn của các hang động, nét tươi mới trù phú của những cánh đồng, thửa ruộng bậc thang. Trên khắp các vùng miền Việt Nam hiện lên chân thực dưới ống kính của các nhà làm phim trong mấy chục năm qua. Và với khả năng truyền tải kỳ diệu qua hình ảnh, điện ảnh đã trở thành cầu nối giao lưu văn hóa giữa các vùng miền quốc gia, đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam lan tỏa sâu rộng, trước hết với chính người Việt Nam và với bạn bè trên thế giới. Đại dịch Covid-19 bùng phát làm gián đoạn những hành trình tìm hiểu, khám phá trực tiếp, thì hình ảnh này được đưa lên website, Facebook, YouTube của Viện phim Việt Nam, làm cho chuỗi lan tỏa vẫn không bị đứt đoạn. Tư liệu hành động nó có một cái sức truyền cảm, gợi cảm cũng như là lôi cuốn người ta đi tìm hiểu cái gốc gác của vấn đề cũng như là cái cội nguồn cũng như là cái vẻ đẹp gốc của nó. Thì cái câu chuyện phối hợp giữa cái khai thác cái kho tàng tư liệu hình ảnh động với phát triển du lịch, với quảng bá du lịch là vô cùng cần thiết và vô cùng có hiệu quả. Và cái triển lãm này một cái những cái hình ảnh đẹp nhất và quảng bá được cái hình ảnh du lịch với mong muốn là quảng bá cái hình ảnh du lịch đất nước con người Việt Nam tươi đẹp nhất. Tổ chức giáo dục khoa học văn hóa thuộc Liên Hợp Quốc UNESCO từng khẳng định phim hình ảnh động là những tư liệu lịch sử quý của mỗi dân tộc và nhân loại. Vì vậy, phim hình ảnh động được coi là di sản văn hóa. Hiện, những di sản tư liệu hình ảnh động về đất nước con người Việt Nam trong hàng chục năm qua đang được bảo quản và gìn giữ tại các kho lưu trữ của Viện phim quốc gia. Những thông tin văn bản mới của các bộ ngành trung ương được tiếp nối ngay sau đây. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Theo kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải, dự kiến có 143 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngay trong năm nay. Với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực như đường bộ, hàng hải, đăng kiểm, đường sắt, hàng không, đường thủy, đủ điều kiện, người dân doanh nghiệp có thể thực hiện hoàn toàn qua mạng. Hầu hết các dịch vụ này đang được cung cấp ở mức độ 2 và 3.